phong tỏa cực đoan đã giết chết bao nhiêu người. Thượng Hải đã phong tỏa gần một tháng để thực hiện chính sách. Rất nhiều hệ lụy kéo theo sau đó. Đáng chú ý là những lời cầu cứu của người dân khi đang bị thiếu lương thực dần chết đói. Nhà sử học nổi tiếng, nhà truyền thông tự do, kiêm nhà phê bình phân tích chính trị, giáo sư Trương Thiên Lượng đã có một số phân tích về vấn đề này như sau. Tình hình ở Thượng Hải bây giờ tương đối quỷ dị, nhiều người đang rất bất mãn với chính sách Zero Covid của chính quyền. Như chúng ta đã biết, tỷ lệ chết tự nhiên ở Trung Quốc có người nói là 7 phần ngàn, có người nói là 7,44 phần ngàn, chúng ta tạm lấy trung bình là 7,2 phần ngàn. Thượng Hải hiện có khoảng 25 triệu người với tỷ lệ tử vong là 7,2 phần ngàn, có nghĩa là số người chết trong một năm là 180.000 người, suy ra số người chết trong một tháng là khoảng 15.000 người. Thông thường các lò hỏa táng hoạt động không quá 6 giờ một ngày, nhưng mà hiện nay chúng ta thấy các lò hỏa táng ở Thượng Hải hoạt động 24/24. Điều này có nghĩa là số lượng xác chết trong lò hỏa táng nhiều gấp 4 lần bình thường. Nếu bỏ những người chết vì nguyên nhân tự nhiên qua một bên, thì 3 lần còn lại đều là những cái chết bất thường, một số người chết vì Covid và một số người chết vì những thảm họa thứ cấp khác. Chúng ta thấy số người chết nhiều hơn bao nhiêu? Một tháng đến 45.000 người. Một số chuyên gia Trung Quốc nói rằng tỷ lệ tử vong do Covid gây ra cũng giống như tỷ lệ tử vong tự nhiên. Như vậy, số người chết ở Thượng Hải phải là 15.000 người, cộng thêm số người chết do Covid theo tính toán của chuyên gia là 15.000 người. Vậy tổng cộng chỉ là 30.000 người, nhưng bây giờ nhà xác phải thiêu hủy đến 60.000 người. Điều này đã nói lên vấn đề gì? Nó cho thấy 30.000 người đã chết trong thảm họa thứ cấp. Số người chết trong thảm họa thứ cấp nhiều gấp đôi số người chết do nhiễm Covid-19. Chỉ mới tính toán sơ qua đã thấy, thiệt hại do phong tỏa thành phố còn lớn hơn rất nhiều so với khi thành phố không bị đóng cửa. Rất nhiều người hiện đang chờ chết đói ở nhà. Thảm họa này thực sự rất đáng sợ. Giáo sư Trương nhấn mạnh, tôi nghĩ đối với một người bình thường mà nói, những gì tôi vừa đề cập phía trên là một phép tính rất đơn giản. Mọi người có thể tự mình kiểm tra. Kiểu phong tỏa như thế này chỉ có những ai cực đoan mới có thể nghĩ ra. Thật sự không cứu được người mà còn gây tổn thất biết bao nhiêu sinh mạng, khiến bao nhiêu người chết đói, gây ra bao thảm cảnh, làm cho 25 triệu người thống khổ tinh thần, đánh mất lòng dân. Chúng ta có thể làm gì? Một số người có thể nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn là như vậy, chúng ta có thể làm gì nó đây? Giáo sư Trương muốn gửi đến mọi người một thông điệp thông qua bức thư của một người bạn rằng chúng ta có thể làm được những điều rất ý nghĩa cho mình và người khác. Người gửi thư nói rằng anh ta sống ở một thành phố hạng nhất khá thịnh vượng ở Trung Quốc đại lục. Người này bắt đầu theo dõi chương trình của giáo sư Trương trong một cuộc bầu cử tổng thống Trump năm 2019 và nó vừa vặn là thời điểm dịch virus Vũ Hán bùng phát, ước chừng khoảng một năm. Khi không ở Trung Quốc đại lục, người này đều xem chương trình Thời điểm Thiên Lượng mỗi ngày qua YouTube. Đó là lần đầu tiên người này cảm thấy tự do hoàn toàn khi xem các chương trình trên mạng, giống như xem nó mà không cần vượt tường lửa. Anh ấy nói, tôi nhớ Thời điểm Thiên Lượng không phải là chương trình đầu tiên tôi muốn xem mỗi ngày, nhưng bây giờ đối với tôi nó là chương trình phải xem. Bởi vì hầu như tất cả các kênh thông tin thời sự mà tôi theo dõi vào thời điểm đó đều mong đợi, rõ ràng hoặc ẩn ý rằng một ngày nào đó vị siêu anh hùng Trump sẽ tạo ra một bước tiến lớn và giành chiến thắng chỉ với một bước đi. Lúc đó, chương trình của giáo sư Trương rõ ràng khiến tôi cảm thấy nhạt nhẽo. Ngoài những phân tích bình tĩnh và thậm chí là đôi khi khiến cho một người đang hy vọng rằng Trump sẽ thắng cử như tôi cảm thấy hơi mất hứng. Thời điểm mà người đàn ông này nhắc đến là vào ngày 23 hay là 21 tháng 12 năm 2020. Lúc đó, trong chương trình của mình, ông Trương đột nhiên cảm thấy rằng cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Trump là rất mong manh. Do cũng không muốn làm mất lòng tin của nhiều người nên ông vẫn có phần dè dặt khi nói ra. Tại sao lúc đó cảm thấy mong manh? Vì Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ vụ kiện của Trump. Lúc đó Trump chỉ còn phương án cuối cùng là sử dụng quân đội. Nhưng theo những đánh giá của ông Trương về Trump, ông cho rằng Trump không phải là người như vậy, nên khả năng tái đắc cử là rất mong manh. Giáo sư Trương nói, lúc đó nhiều người cho rằng tôi rất tẻ nhạt, họ cảm thấy chương trình của tôi làm họ rất mất hứng, cảm thấy như là bị tạt một gáo nước lạnh vậy. Người kia lại nói, cho đến một ngày, tôi nghe giáo sư Trương nói trong chương trình của ông ấy rằng chúng ta không nên mong đợi một siêu anh hùng xuất hiện hoặc một sự trở lại thần kỳ nào đó, mà hãy làm những gì mà chúng ta nên làm, bất kể Trump có được bầu hay không. Dù đã gần 3 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ lời ông ấy nói. Nó đánh thức tôi, tuy lúc đó nghe rất lạc lõng, nhưng nó thực sự nhắc nhở tôi không nên đắm chìm trong sự giúp đỡ của người khác. Từ những gì rút ra trong cuộc bầu cử 2020, ông thấy rằng trong tình hình dịch bệnh hiện tại, với những chính sách phong tỏa cực đoan như hiện nay, đứng trước Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn ác và gian xảo, chúng ta cũng không thể trông cậy vào người khác. Giáo sư Trương nhấn mạnh, tôi nghĩ là mỗi người trong chúng ta vẫn có thể làm được điều gì đó trong khả năng có hạn của mình, ngay cả khi bạn sống ở Trung Quốc đại lục hay bất kỳ nơi đâu. Bạn có thể phản ánh sự đau khổ của người dân Thượng Hải khi bị phong tỏa như thế nào? Hãy cho mọi người biết về điều đó, hoặc ngay cả khi bạn không thể làm gì, thì hãy tự hứa với bản thân rằng từ nay về sau, đừng không bao giờ nói một lời tốt đẹp nào về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu chúng ta thực sự có thể đem tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền khắp nơi để mọi người nhận ra nó, thì chúng ta đã đang tự mình làm những gì nên làm. Vào một ngày trong tương lai, nếu ai cũng có thể làm như vậy thì chính là một cơn ác mộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.